như thế này thì luôn luôn sẽ có một cái bar riêng, tức là nơi uống rượu riêng cho khách. Khi khách tới thì mình có thể sử dụng cái bar này. Cho nên là đây là cái bar rượu riêng. Dù thì Tiên không phải là người gọi là biết nấu ăn, nhưng mà tuy nhiên ở nhà cũng vẫn xây một cái nồi bếp ở dưới đằng sau nhà. Thì thông thường cái nồi bếp này là cũng để dùng cho những cái tiệc giống như là barbecue, nướng đồ ăn vân vân ở ngoài trời. Fireplace tức là cái nơi mà giống như là khi mà mùa đông đó thì Tiên có thể mở cái nồi nữa này lên để nó giúp cho căn nhà của mình nó sưởi ấm hơn, vì căn nhà quá rộng. Cho nên là quý vị cũng biết rằng thật sự ra ngay cả cái tiền chi mà hàng tháng để trả cho điện đó thì nó lên tới không phải nói là nó phải gấp như là gần như là gấp 5 hay ngày 6 lần so với một căn nhà khác đó. Còn chỗ theo cái thiết kế mà Thủy Tiên làm việc với nhà thiết kế cũng vậy, tất cả thật sự ra là cái quá trình mà để hoàn tất cái căn nhà này khá là cực khổ đó. Là vì mỗi một cái quyết định của mình về căn nhà thì mình muốn chắc chắn rằng nó sẽ phù hợp. Tức là mình có thể điều chỉnh hết cái hoạt động đây, là mình thể tắm mà mình có thể xông hơi trong đây nữa. Cái gọi là cái theater, cái phòng cinema, phòng chiếu phim. Đó. Xuống đây coi được hết. Cho nên trong căn nhà này thật sự ra nó còn rất là nhiều chỗ trống, nhiều lắm. Đây là một trong cái gọi là cái phòng living room, tức là phòng khách.